Hàng đẹp ít có đây các bác ơi, mà giá tiền thì lại rất là rẻ các bác nhá. Nội thất bên trong của chiếc xe em sẽ quay cho các bác mình xem luôn. Các bác nhìn cho em những cái vị trí phần cánh cửa này. Đấy, mới chưa? Đấy, các bác nhìn xem. Đấy, cái đồ nhựa của nó các bác nhìn này. Quá tuyệt vời đúng không ạ? Đây các bác nhìn xem, vị trí này nữa. À, rất là sáng luôn đúng không ạ? Rất sáng luôn. Cột kèo đây, nòng trong hiện tại vẫn là sơn zin các bác nhá. Ghế da của xe cũng vậy, ghế da vẫn là ghế da zin nguyên bản theo xe và còn căng đét như thế này. Đây còn căng đét như thế này luôn. Chưa có dấu hiệu là lứt rách gì đúng không ạ? Và đây táp lô cũng vậy các bác nhá. Các bác nhìn này. Đấy, rất là mới. Số tiền các bác bỏ ra chỉ có là trên 200 triệu đồng thôi các bác nhá. Là hoàn toàn các bác đã có thể sở hữu một xe đẹp như thế này rồi. Đây màn hình rất là to, màn hình Android cỡ lớn. Đấy, theo xe các bác nhá. Và có đề khóa thông minh start top được làm ở cái vị trí này. Đây để lỗ của xe đây các bác nhá. Đấy và đây là cần số của chiếc xe, nó là cần số tự động. Rồi có điều hòa là auto các bác nhá. Điều hòa auto thì bên đây có sấy sưởi ghế, bên đây là cũng có sấy sưởi ghế luôn. Và đây là chốt cửa này. Đề khóa thông minh đây. Đấy, start top đây các bác nhá. Vô lăng đây. Các bác nhìn vô lăng các bác biết xe gì rồi đúng không ạ? Con này là được mang tên Daewoo Lacetti các bác nhá. Daewoo Lacetti Cedric. Đấy, con này thì nó là máy 1.6 đời 2010. Đây em giới thiệu thông tin như vậy. Tiện đây em giới thiệu luôn. Và vô lăng các bác nhìn xem, vô lăng của xe cũng cực đẹp luôn. Đấy, một con xe chạy ít, một con xe mà chủ đi rất là giữ gìn. Các bác nhìn xem này. Đấy, xe vần nắm, cầm nắm ít các bác nhá. Đấy, vô lăng vần ít, cầm nắm ít cho nên là mới được đẹp như vậy. Các bác nhìn xem. Có tích hợp phím điều khiển giải trí âm thanh. Đây các bác nhìn này. Đây, nút bấm điều chỉnh âm thanh giải trí đây các bác nhá. Đấy, và cũng chưa bị mòn, chưa bị bợt gì cả đúng không ạ? Và cái mặt phím còi này cũng vậy này, chưa bị bạc đúng không ạ? Logo đẹp, có tu ki an toàn được làm ở giữa vô lăng đây. Và đây là mặt đồng hồ của cái chiếc xe các bác nhá. Sàn của xe thì cũng đã được lên sàn 5D rồi và có chân ga này, chân phanh đây, và đây chân ga các bác nhá. Đấy, sàn 5D rồi. Và ở những cái vị trí này nữa các bác nhìn xem những đồ nhựa này. Quá đẹp luôn đúng không ạ? Có cổng điện ra 12V và đây các bác thấy thì có cổng nghe nhạc. Đấy, phanh tay đây. Đây tì tay đây, bên trong có cổng AUX USB các bác nhá. Đấy, da này cũng là da xịn nguyên đây. Và chỗ này là cũng là một cái vị trí để cho các bác tì tay khi mỏi. Và đặc biệt là cái ghế lái. Đấy, xe mà dùng nhiều, đi nhiều, ngồi nhiều là cái ghế lái nó sẽ bị kém đi đúng không ạ? Đấy, em cũng giới thiệu với các bác rất là nhiều rồi đúng không ạ? Nếu mà ngồi nhiều thì bao giờ ghế lái cũng sẽ là kém nhanh nhất đúng không ạ? Đấy, các bác xem, chỗ này có một cái vị trí đựng đồ nữa. Đấy, táp lô của nó này. Đấy, đẹp căng luôn. Và đồ nhựa của nó các bác nhìn xem. Cảm giác như là những chiếc xe đời 2017-18 luôn đúng không ạ? Đồ nhựa nó đẹp như thế này cơ mà. Đấy, các bác xem. Ở bên trong đây vẫn có cái sách hướng dẫn sử dụng của chiếc xe các bác nhá. Đây, chủ trước người ta rất cẩn thận, người ta để nguyên cái quyển sách hướng dẫn sử dụng này, vẫn còn rất là mới luôn. Đấy, rất là mới nha các bác nhá. Màn hình này thì có thể cắm được SIM 3G, 4G đây. Đấy, giải trí âm thanh nghe cực chất luôn. Và con này của em nó là bản chung. Đấy, nó là bản đây các bác nhìn xem, nó sẽ có cái nút bấm cốp này và chỗ cổng điện sạc này. Đấy, cổng điện sạc cho cái một số điện thoại rồi iPad đúng không ạ? Đây sàn đây nhá. Sàn đây các bác nhìn xem. Đấy, sàn của xe thì cũng đã được lót thảm trải sàn 5D rồi. Hoàn toàn là một chiếc xe đẹp, một chiếc xe cứng. Động cơ 1.6, chiếc xe này gần 10 lít thôi các bác nhá. Một chiếc xe sedan 2 đầu và được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc về Việt Nam. Đấy, qua quá trình sử dụng thì chiếc xe này bây giờ chỉ còn giá là trên 200 triệu đồng một ít thôi là các bác đã có thể mua. Và hiện tại giới thiệu với các bác, bên em hiện tại đang có là tầm khoảng hơn chục con như thế này các bác nhá. Đang hiện tại đang có loanh quanh là chục con, hơn chục con một chút. Đấy, đủ màu cho các bác mình lựa chọn luôn. Chủ yếu là màu xám đá như thế này và là màu đen và là màu ghi các bác nhá. Đang có 3 màu, đều là số tự động. Và số sàn thì em cũng có luôn. Số sàn đang có con tầm khoảng 200 triệu đồng thôi. Đấy, rất đẹp các bác nhá. Toàn xe đẹp, toàn xe chất. Đấy, thậm chí có những con xe chỉ có dưới 200 triệu đồng các bác cũng có thể là mua được một trong cái dòng như thế này. Đấy, tùy theo độ chất mà bên em sẽ quyết định giá các bác nhá. Tùy theo độ chất. Và bây giờ lại tiếp tục giới thiệu cho bác mình xem một số vị trí nữa. Đấy, thì các bác thấy cái phần đèn của phần đèn pha của xe này, phần đèn hậu của xe này. Đấy, rất mới luôn, rất mới luôn. CDX các bác nhá.
Và chiếc xe này đấy ạ, thì nó có một cái điểm là chiếc xe này nó được thiết kế một cái màu xám đá, một cái màu rất là đẹp của dòng xe La đúng không ạ? Đấy. Kính của xe bọc dán hết rồi, kính của xe hiện tại là vẫn là kính zin luôn. La dốc đúc, phanh đĩa, phanh ABS nguyên bản theo xe, rạng La dốc dạng to các bác nhá. Đấy, phanh đĩa 4 bánh liền. Nhiều con phanh đĩa chỉ có 2 thôi, con này của em là 4 bánh liền các bác nhá. 4 bánh. Và các bác nhìn xem biển rất là đẹp và dễ nhớ, con này biển Hải Dương của bọn em. Đấy, bên em là ở Hải Dương mà, em ở Hải Dương mà, cho nên là con này ở Hải Dương các bác nhá. Sau này các bác muốn rút hồ sơ rất là nhanh luôn. Đấy, biển 34 và biển rất là đẹp và dễ nhớ. Bác nào mà Hải Dương mua chiếc xe này để quên biển thì quá tuyệt vời đúng không ạ? Và phía sau thì các bác thấy có gì ạ? Là có cảm biến và camera lùi. Và đây là cam đây. Đây là cảm biến ở đây nha các bác nhá. Đấy, cảm biến đây. Cốp đằng sau cực to luôn. Đấy, có lốp dự phòng đầy đủ. Con này nhiều con đấy là không có lốp dự phòng đâu, con này của em có luôn nha các bác nhá. À, quang lốp dự phòng cũng rất là đẹp. Và gầm bệ của xe cực kỳ là sáng các bác nhá. Cực kỳ là sáng luôn, tôn vỏ của xe cũng vậy. Không mục mọt. Và đảm bảo cam kết cho các bác những cái vấn đề là tai nạn đâm đụng ngập nước thủy kích. Đấy, về vấn đề an ninh pháp lý chuẩn chỉ cho tới toàn thể các bác quý khách hàng gần xa trên mọi miền Tổ quốc là xe bên em bán ra hoàn toàn không có lỗi các bác nhá. Đấy, thậm chí có những con xe mà chỉ có vài chục triệu như thế này thôi mà chứ còn không có lỗi. Những chiếc xe cỏ cỏ thì em đang để ở ngoài đường đây. Các bác thấy thì con Nalot kia bên em cũng mới đổi được cho một anh khách kìa, thì hiện tại đang có nhá, con xe có vài chục triệu bạc. Đấy. Con Nalot kia em đọc thông tin cho các bác nhìn nhá. Con kia là Nalot Daewoo Nalot đời 2003, số sàn máy 1.6 phun xăng điện tử bản đủ. Đấy, con Nalot đó thì hiện tại bên em đang bán có giá là để cho toàn thể các bác giá tầm khoảng hơn 60 triệu thôi. Xe đẹp lắm, xe con đấy đẹp cực kỳ luôn. Có màn hình Android rồi, xe bản đủ các bác nhá. Xe chính chủ người ta sử dụng, bây giờ thì người ta đổi cho bên em. Đấy, con này thì em bán hơn 200, con kia thì bán là hơn 60 triệu đồng thôi. Bác nào quan tâm thì alo bên em nhá. Đấy. Giờ và rất là nhiều dòng xe khác nữa đang chờ đón các bác. Mời các bác qua địa chỉ 90.2 Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương để xem xe và chạy thử những mẫu xe mà bên em đang bán các bác nhá. Rất nhiều xe, hơn 100 đầu xe cơ để các bác tham khảo lựa chọn. Và đây các bác nhìn xem, em quay kỹ cho các bác xem một số vị trí này. Đấy, ví dụ như phần mép cánh cửa các bác nhìn này. Đấy, mép cánh cửa này. Đấy, lòng trong của nó sơn xi, nó vẫn rất là đẹp, rất là bóng này, sơn zin các bác nhá. Những con bu lông ốc vít đây, thậm chí đồ chưa bị han, chưa bị dỉ, chưa bị hoen này các bác này. Đấy, đẹp chưa? Gioăng cửa đẹp, gioăng khung đẹp, nhựa trong nội thất của xe còn ok, đẹp cực kỳ luôn các bác nhá, đẹp cực kỳ luôn đây. Đấy. Quá ok cho một chiếc xe mà ít tiền đúng không ạ? Thường dòng này thì bên em vẫn bán loanh quanh tầm khoảng 200, nó đẹp tầm khoảng 250, 260. Giá thì đưa ra như vậy nhưng vẫn còn thương lượng các bác nhá. Đấy, còn những con mà thậm chí có dưới 200 triệu đồng thôi. Bác nào có muốn mua một con xe mà dưới 200 triệu đồng cũng là La City số tự động như này thì các bác alo với em có luôn nhá. Có luôn, tùy theo chất lượng mà bên em sẽ quyết định giá để cho bác như mình. Bây giờ tiếp tục em quay các bác xem đây. Đấy, chỗ này nhá. Đấy, ốp lốp rồi, ốp lốp kiểu của hãng Cruise rồi. Đấy, những phần mốc chốt khóa của xe rất sáng đẹp, các bác nhìn xem rất mới đúng không ạ? Lòng trong sơn xi sáng bóng. Và chỗ này được thiết kế bằng nhựa các bác nhá. Và các bác nhìn xem là chưa bị ố, tuy rằng là phần nhựa này để ngoài trời thế nhưng mà nó chưa bị ố luôn đúng không ạ? Và nước sơn các bác nhìn này, soi được gương luôn này. Và cái phần cột này ạ, cột này nhá, giật răng ra là không mất một đinh nào luôn các bác nhá, không mất một đinh nào cả. Bên em kiểm tra rồi. Đây này các bác xem vị trí phần vách cửa nó đẹp như thế này luôn, các bác nhìn xem này. Cái xe rất đáng đồng tiền đúng không ạ? Rất đáng đồng tiền bắt gạo các bác bỏ ra mua. Móc số khóa nó sáng như thế này cơ mà đúng không ạ? Và phần lệm ghế các bác nhìn này. Đấy, phần mặt ngồi lệm ghế là các bác nhìn xem không bị rách, không bị sờn, không bị nứt. Đấy, các bác thấy con xe đẹp như thế cơ mà đúng không ạ? Đấy, đây, phần ghế nhá, các bác nhìn xem. Là cái phần lưng tựa này cũng vậy này. Phía sau lý đẹp này. Trần thì cũng là trần lý nguyên bản nguyên zin theo xe và có cửa sổ trời, và hiện tại cửa sổ trời đang hoạt động bình thường các bác nhá. Đấy, đang hoạt động bình thường luôn. Một con xe phân khúc hạng C nhưng mà hiện đại ngang với lại những cái con xe phân khúc hạng D luôn. Thậm chí nhiều con xe phân khúc hạng D chưa chắc là đẹp bằng cái con xe hạng C này. Quá rẻ quá đẹp chủng con xe như này đúng không ạ? Để các bác ngắm nhá. Các bác đón xem phần mép cửa này, keo chỉ này. Đấy, táp ly, táp lô đây, bốn cánh đẹp như vậy mà. Các bác nhìn xem nhá, nhiều con chỗ này là nó bạc hết rồi. Cái vị trí này nó bạc hết rồi. Chỗ này nữa này. Nó bạc những cái phần đen ra và nó trơ cái phần trắng ra các bác nhá. Bật hết cái phần đen đi và trơ phần trắng ra. Con này của em là chưa hề bị luôn, đúng không ạ? Đây em quay cho các bác xem cái phần cánh cửa này. Đấy, đẹp như vậy. Đấy, đẹp chưa ạ? Đấy, táp ly cánh cửa này các bác nhìn này, mới chưa ạ? Các bác thấy
không phải là con xe nào cũng được đẹp như con xe này các bác nhá. Không phải lúc nào kiếm được con xe đẹp như này đâu. Sự là đẹp so với cái đời. Ở chỗ này thì là cái vị trí để các bác bật đèn pha cho chiếc xe. Đấy, các bác nhìn này, nút bấm của xe cũng chưa bị mòn nhá. Đấy, nút vặn, nút bấm này. Và phần góc tắp lô của nó đồ nhựa, đồ da này, các bác nhìn chỗ này bằng da nhá, chỗ này nhựa nhá. Đấy, các bác nhìn xem quá mới đúng không ạ? Quá mới so với cái đời luôn. Đấy, chỗ này có gương chống chói đây. Và chỗ này có cái gương này bật tắt này đấy. Bên đây cũng vậy các bác nhá. Bên đây cũng vậy. Âm thanh nghe cực kỳ là tuyệt vời. Bác nào mà đến xem xe bên em, đặc biệt là chiếc xe này, thì các bác cứ bật loa này các bác nghe nhá. Xem cảm nhận cái chất loa của con xe này nó như nào. Chất loa nghe cực thích luôn. Kỳ là hay luôn các bác nhá. Và các bác nhìn xem ở cái chân ghế này rồi xem chưa bị han hoen này, chưa bị han dỉ này các bác này. Nhiều con han dỉ vị trí này rồi, con này còn chưa bị luôn. Các bác thấy xe này đẹp như nào rồi đúng không ạ? Đây, về tôn vỏ dòng này thì rất là cứng chắc, dày dặn, form dáng đẹp đúng không ạ? Một xe nhập hàng nguyên chiếc, form dáng cực kỳ là đẹp mắt luôn, chạy rất là đầm chắc các bác nhá. Bác nào mà chưa chạy dòng này các bác chạy thử xem, chạy cực kỳ là đầm chắc luôn. Chạy cực kỳ là sướng luôn. Đấy, được sơn bóng này các bác nhìn xem. Thân vỏ căng nét các bác nhá, không có dấu hiệu gì là móp méo mục mọt gì vậy nè. Gồ ghề lồi lõm gì các bác nhìn xem này. Rất căng nét, vỏ tôn của nó vẫn kêu long quang cả. Đây. Không bị bả ma tít đâu các bác nhá. Và kính của xe là không bị xước này, được bọc dáng rồi này. Đấy. Đấy, kính thể hiện có số 0 ở đây chính là chiếc xe có năm sản xuất là 2010 các bác nhá. À, gương này là có chế độ cụp này, cái gương này có chế độ cụp gương tự động luôn. Đấy, hay chưa? Và đây là lốc cho bác ngắm. Từng những cái vị trí em đều quay kỹ như vậy để cho bác xem. Lốp của xe thì vẫn còn dày, nang lốp của xe là không bị xước. Em quay gầm luôn cho bác ngắm. Đấy, gầm luôn. Đây các bác xem gầm nó sáng như này cơ mà. Đấy đúng không ạ? Không bị sao cả. Xe mua về các bác đi luôn nha, các bác lưu ý cho là xe mua về đi ngay dùng luôn. Cứ thế đổ xăng chạy thôi. Bên em có ship xe tận nhà cho bác xem. Các bác xem, các bác kiểm tra ưng mua không ưng thôi các bác nhá. Không ưng thôi bên em đánh về. Đây các bác xem mình cái phần cabo lỉ nó đẹp chưa? Xem nó vẫn còn nguyên này các bác nhìn này. Đấy, cái răng phần mép cabo nó vẫn còn nguyên này các bác nhìn này. Và lỉ cũng đẹp luôn đúng không ạ? Không bị sập sệ gì. Và khoang máy đây. Khoang máy sáng đẹp, sạch sẽ, máy khô. Máy số ngon các bác nhá. Bên này kiểm tra rồi. Và đây các bác nhìn xem cái đèn pha, em quay các bác xem cái đèn pha nhá, đèn pha nó trong vắt thế này cơ mà. Đèn pha xịn đấy ạ, trong vắt luôn. Và mặt nạ các lăng của xe cũng vậy này, các bác nhìn xem này. Cái inox của xe rất là sáng bóng đúng không ạ? Biển của xe đẹp. Đây đẹp đây các bác nhá. Đấy. Nhưng mà tổng thể chiếc xe này là một chiếc xe khá là cứng so với lại cái năm sản xuất. Đấy. Bây giờ cũng là 2010, bây giờ 12 năm rồi đúng không ạ? Một chiếc xe chạy 12 năm rồi mà được như này thì cũng quên là có nhiều trên thị trường đúng không ạ? Các bác xem bên em quay video lên thì các bác biết rồi với đấy. Các bác có thể xem một số nơi khác người ta bán, hoặc người ta quay lên thì các bác biết rồi. Các bác cứ xem xe trực tiếp của người ta thì các bác cũng so sánh được chiếc xe của em nó đẹp như nào đúng không ạ? Cái này có nút bấm từ một chạm các bác nhá. Đấy, và đăng kiểm của chiếc xe đến tháng 8 năm 22 này. Đấy, kính lái của xe vẫn kính zin thì có số 0 này các bác nhìn này. Đấy, bên em đợt này sẽ để cho toàn thể các bác có giá làm sao tốt nhất các bác nhá. Giá yêu nhất luôn. Đây phần mép cửa đây, các bác nhìn xe này. Đấy. Lòng trong là sơn zin, các bác lưu ý cho là sơn zin nhá. Sơn zin nó mới sáng bóng cái này đấy ạ. Nhiều con không còn sơn zin đâu, sơn cá vào rồi. Con này của em chưa bị sơn luôn. Đồ nhựa ở đây này các bác nhìn xe này. Bốn kính điện lên xuống ở mầm luôn. Rất là nhẹ êm. Cửa đóng êm nhẹ. Cửa đóng êm nhẹ các bác nhá. Đây các bác xem nữa. Ở đây các bác xem nữa này. Em quay kỹ như vậy để các bác thấy được cái độ đẹp của chiếc xe. Dòng này trên thị trường thì đầy cả ra đúng không ạ? Nhiều luôn, không phải là ít.
rất nhiều, dòng này rất là nhiều trên thị trường, nhưng mà trên một con xe đẹp như này thì không có nhiều đâu các bạn, không có nhiều đâu. Các bác cứ mua cho em những chiếc xe nó đẹp đẹp, chất chất như này đi yên tâm. Ngồi lên xe nó đã thích rồi. Ngửi cái mùi trong nó đã thích rồi đúng không ạ? Con xe đẹp thì các bác còn muốn đi, nhiều con xe xấu thì không muốn đi, thậm chí còn muốn bán đi cơ đúng không ạ? Rồi bây giờ thì em mời các bác xem đến cái phần gần bên đây nhá. Gần bên đây có xe này. Ok như nhau hết. Đấy. Sang tên bình thường các bác nhá, bên em hỗ trợ cho các bác sang tên nếu các bác cần. Bên em ship xe đến tận nhà các bác nếu các bác mình cũng yêu cầu bên em. Đấy, bên em sẽ có dịch vụ chuyển đến tận nhà. Thắc mắc gì các bác cứ alo cho bên em các bác nhá. Giá cả thì sẽ có cái sự thương lượng. Đấy, trên 200 triệu nhưng mà giá thì bên em đưa ra như vậy vẫn còn thương lượng các bác nhá. Các bác cứ alo và các bác có thể trả giá để vào việc đối với con xe này. Các bác có thể trả giá nhá. À, bên em thấy có lãi thì bên em sẽ để, còn không có lãi thì tất nhiên là thôi đúng không ạ? Các bác con khác. Bác nào đúng chân con xe gì cứ báo bên em chốt cho các bác giá đẹp nhất các bác nhá. Xin cảm ơn ạ.